Chưa có nhạc sao hát. Và sau đây xin giới thiệu mình là MC Nghĩa. Bắt đầu mình giới thiệu. Cây trên rừng có hoa có lá, sống ở đời có mẹ có cha. Ngày xưa mắt đái mẹ si, bây giờ huyền chân muốn hát, phải cần anh si. Rồi em có hát bài Nghĩa, gì? Em si. Em phần Bến Tre, Cà Mau, ok. Rồi em hát bài gì? Cứ tiếp tục hát đi. Rồi nó mở cái gì vậy? Em thích hát bài gì nữa? Hát bài gì? Yêu mãi ngàn năm. Và sau đây Huyền Trân sống mấy chục trình... năm mà đòi yêu mãi ngàn năm là sao Hoàng Trân? Ơi, và MC đang giới thiệu. Và sau đây bé Huyền Trân. Cái bài này là xong cái anh phải ca chung em á. Ê khoan. Để MC giới thiệu. Và sau đây Huyền Trân xin hát bài Yêu mãi ngàn năm cho những khách khách du lịch như này nè. Khách du lịch như này đó. Khách du lịch như này nè. Cái nét quốc mà tệ quá đi à. Đó, khách du lịch. Huyền Trân hát bài Yêu mãi ngàn năm cho khách du lịch như này nè đó. Khách du lịch như này đó. Này, bây giờ mình sao mà hát cho lên. Đó, khách du lịch hát đi. Em quen anh này. Ai vậy? Người đánh đời. Rồi hát đi, tiếp tục. Bây giờ phải buồn. Rồi hát đi, hát đi. Phải buồn. Hát đi. Giờ lắm khi yêu ai tim rời khờ. Giờ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình đó luôn nồng cháy vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng thấy. Hát xong mà khách nó nằm vậy luôn nè. Nhìn khách nó nằm nè. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mà thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Hết bao nhiêu chai rượu rồi, bởi vậy nó mới yêu luôn ngàn năm. Ngày mai ê, em mấy chai rượu đâu hết rồi? Đâu? Trời đất ơi, nó uống bao nhiêu chai rượu rồi mà nó vẫn yêu ngàn năm rồi. Nhìn nè, Johnny Walker. Cái gì đó, 3-4 chai gì đó. Nhìn nè. Tự nhiên không quay phim mà tao quay chai rượu. Đang quay. Nhìn nè. Yêu mãi ngàn năm mà nó nằm như vậy. Nó biết nó yêu ai đây. Chú Phương nè. I love my bald husband. Ok, your bald husband rồi hát đi. He's bald on top but hairy everywhere else. Rồi bald husband rồi. Và xin giới thiệu. Đây là bé Huyền Trân. Có tên này hết bé rồi. Rồi công chúa Huyền Trân á. Rồi công luôn. Công chúa Huyền Trân. Công chúa hả? Rồi xin công Huyền Trân á. Huyền. Và Huyền sau đây Trân là Trân là cái Trân đó là ra, có nghĩa là đây. Đen. Có echo. Và sau đây cái chân đen. Xin hát bài gì cho khán giả đây, cho khán giả này nè. Khán giả em. À em hát bài gì đó? À, chuyện như chưa bắt đầu. Mày sao mà anh biết bài này? Anh không ca. Ủa vậy hả? Sao chuyện như chưa bắt đầu, đúng rồi đó. Tại vì mấy người này đâu còn bắt đầu nữa đâu. Nhìn nè. Vậy đó, làm sao có... Chuyện vậy làm sao có bắt đầu được trời. Rồi hát đi. Chuyện như chưa bắt đầu. Hát đi. Sao lâu vậy? Lại này không phải ca ra. Ok. Em phải để chứ. Ca ra. Okay. Nhưng mà em ca không có Michael quay sao mà có echo. Khỏi cần Michael quay. Khi mà say rồi là khỏi cần Michael quay. Ủa này mình quay cho ai vậy? Quay cho tất cả. Sinh nhật birthday boy. Birthday boy nhìn nằm nghiêng ngả tội nghiệp chơi giống như con dung chưa. You need to get married anh Phương. Xỉu rồi. Birthday boy bị hãy trúng cái mùi gì xỉu rồi. Người dậy trên nỗi đau nào, lòng chưa thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đời trời làm chi
nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Hay quá ta. Bao yêu thương đã. Bé Phi đâu rồi, bé Phi ơi. Mình quá vội vàng. Chết rồi. Để lòng nát tan. Yes. Công nhận nha, hôm nay sinh nhật mà thiếu bé Vi. Bé Vi ơi là bé Vi. Lấy rơi trên trời ơi, khách hàng đang coi này. Nhìn khách nè. Tìm em cứ nhớ anh. Nhìn khách nè, khách gì mà nằm la liệt hết. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Woo. Lòng phố vắng anh, miền em bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Như chính mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cành hoa khách nghe mà nằm la liệt vậy đó. Mai ta hay quá ta. Cho nhau. Cho nhau. Mình phải hát bè thôi. Đẹp bạn trai mới của em. Dạ hả? Dạ. Bạn gái của anh đó. He wear purple, I like purple. Sao birthday boy nghe hát hay không birthday boy? Trời ơi nhìn đây, chạy bụi tội nghiệp chứ. Lucy trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào. Vì bao khát khao. Khát khao sao? Đời chợt làm chi, nỗi đau ai ngờ. Tình yêu đôi ta như là ma. Sao quá mơ. Bao yêu thương đã muốn màng vì mình quá vội. Vậy mà giờ sao nói không nên lời. Lấy rơi trên đôi mắt em. Em từ trong khói tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh miền em bơ vơ. Ờ có khắc vậy rồi. Bao giấc mộng này tan vỡ. Hồi xanh như chính mình chưa bắt đầu. Đâu, đâu, để cho lòng này nghe với nỗi sầu. Nỗi sầu thì chịu của em. Như cành hoa đã thôi úa màu. Hoa đã úa màu rồi. Giữ lại cho nhau. Em xin yêu anh trong cơn mơ. Người hãy đến dù là giấc mơ. Dẫu biết qua ngày thơ mà lòng vẫn nhớ. Yeah, nhớ anh hao. Tin em cứ nhớ anh vô bờ. Nhớ làm cái gì em? Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Đừng mong chờ. Ngốc vô vắng anh nhìn em bơ vơ. Kệ em luôn. Bao giấc mộng này tan vỡ. Kệ luôn. Ngồi xếp như chính mình chưa. Chưa bao giờ. Để cho lòng này nghe với nỗi sầu. Kệ em. Như thành hôn. Đã thôi úa màu. Úa màu. Chưa bao giờ. Giờ ta giữ lại cho nhau. Như thành hôn. Đã thôi úa màu. Mà ta giữ lại cho nhau. Giữ cái gì? Hoa úa thôi mà. Không cần giữ. Giờ ta khỏi giữ lại cho nhau. Nhìn này, nhìn này, trời ơi. Khúc ca nhạc này quá hay. Đó. Ca sĩ ta dừng nằm luôn đó nha. Ăn đi. Ta dừng ngồi, ta dừng nằm. Yêu một người mà sống bên một người. Em khóc cho em cuộc. Bây giờ anh hát một bài nha. Rồi, đi chú Hồng. Rồi, tiếp tục. Vua trên. Cái này là concert. Concert 34 birthday của anh Phương Quách. Và anh bị quách luôn rồi. Quách Thanh Phương. Quách Thanh Phương bị quách luôn rồi. À, sinh nhật thứ 34 nữa. He's here, I'm so here, and she jam. I don't know, what's she jam? Sinh nhật 34. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Rồi bây giờ tới Hồng nè, rồi. Sau đây ca sĩ Bùi Hồng hát tặng cho Bùi các bạn. Hồng. Bài gì? Hồng Bùi nha. Hồng Bùi. Bài tựa đề là gì? Luôn đó. Hồng Bùi đó.
Nếu không quen. Ok. Sao Cúc em bỏ em nhờ? Cúc em đi ngủ hả? Cúc em đâu rồi? She wants to sleep without me. Bây giờ đi kiếm khách hàng nè. Anh Đào đâu rồi? Anh Đào đâu? Trời ơi, khách hàng gì mà ói tờ lô tờ loe rồi. Đâu rồi? Trời ơi, tội nghiệp chưa. Xin mời các bạn. Trời ơi, concert đang trình diễn mà có người nằm ôm toilet rồi này, tội nghiệp chưa. Ôi dồi ôi, kiểu này thôi, phải đi ra ngoài thôi để quay tiếp tục chương trình concert sinh nhật thứ 34 của anh Quách Thanh Vương. Rồi, tiếp tục. Không. Sao vậy? Chồng em hay lắm á. Rồi hát đi, hát đi. Cho em bật chồng em đi. Rồi hát đi. Tiếp tục. Đang say mà em phải hát vậy chứ. Rồi. Cho em bắt chồng em lên hát đi. Bắt đầu. Hát vô rồi, vô nhạc rồi. Ông xã em number one. Ông xã không có em. Nếu không có em như không có em. Không có em. Không ai biết đắc gì không? Rồi kiểu này chắc bể chương trình văn nghệ rồi. Anh Nghĩa. Rồi hát đi. Để mình hát rồi đấy. Ok. Yes. You met him. Yeah, we all met him. Remember? We went to bowling. Yeah. You brought him. Đâu có chơi đâu. Có. No, I was there. Hùng tới trễ. Yes. I was there. Trời, chú kia người nhảy. Sao mà lâu? Chương trình văn nghệ được gián đoạn. Xin quý khách vui lòng đợi chút xíu. Technical difficulty. Đã hết duyên nợ kiếp này. Bởi vì anh yêu em hoặc là anh và em đều có lỗi. Muốn bài nào? Anh và em đều có lỗi rồi, được rồi đó. Tại trước sau cũng có lỗi. Đen thì Thái Hà. Này ông xã em hát. Dạ hả? Tiếp tục chương trình. Anh và em đều có lỗi. Anh nghe anh, anh cho em biết anh này có thể làm V-star được không? V-star hả? V-pop hả? Không, V-star là trung tâm thứ nha. Đây là vai chính nha. Nói lại vai chính của chương trình hôm nay. Đó, anh Quách Thanh Phương. Bây giờ anh là Quách Thanh Mắm. Chồng em hát hả? Em vô coi anh Đào sao kìa, nằm ở trong toilet rồi. Sao không thấy ai hát cái gì? Nghe không vậy? Hát đi mình ta. Xong ca đi. Your husband. Đừng có nhép nha. Ôi, I'm sorry. You don't like my husband or what? I'm sorry. Fast forward. No. Ơi, tiếp tục chương trình. Người vai phụ đã ra rồi. Ôi là má. Má chứ mà. Cô này hay nè. Nát giỡn anh rồi. Anh mà không say nát ai cũng hiểu. Anh ca rất là truyền cảm cho giường nằm luôn nha. Ấy. Anh đi xóa rồi nha. Tại vì em không nghe anh thôi. Nghe rồi cha. Còn tỉnh, còn đi được. Nó còn đi được. Nó đi giống như con penguin quá. Penguin là con chim cánh cụt đó. Nó đi giống như con chim cánh cụt quá. Em chị không ngủ với em nghe kịch hả? Trời ơi, con chim cánh cụt vô nằm luôn anh ơi. Ở đây mẹ, đây mẹ, ở đây mẹ. They're always married, don't worry. When is their wedding? They always marry, just waiting for a special day. When is the special day? You gotta ask them too. No, anh Phương won't answer. Ủa, anh Sơn cưới chưa? Anh Sơn cưới rồi. Mary said it. Ê, Quỳnh Trâm cưới chưa? Quỳnh Trâm cưới rồi. Anh Hồng cưới chưa? Anh Hồng đang đợi ngày cưới. Anh Hồng is single, ladies. Anh Hồng đang đợi ngày cưới. Con có chừng con đè lên cô nha con. Cái đè lên cô, cát đứng xuống té, thiên cát. Anh thích bài này.
nào mới.